Trên Kicker, giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc cho biết ông cực kỳ bất ngờ với phát biểu của Erling Haaland liên quan tới tương lai của tiền đạo này vào cuối tuần. Những tuyên bố của Haaland khiến chúng tôi đều bất ngờ. Chúng tôi không hề đưa ra bất kỳ giới hạn, thời hạn hay thậm chí là bất kỳ cuộc thảo luận nào với cậu ấy. Nhưng câu lạc bộ muốn và phải có những cuộc trò chuyện vào một thời điểm nào đó thật sự rõ ràng, dễ hiểu và mang tính chuyên môn. Trước đó, Haaland cho biết, Dortmund đã gây ra nhiều áp lực cho tôi và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đã chọn im lặng về sự tôn trọng dành cho câu lạc bộ cũng như người hâm mộ. Nhưng áp lực với tôi ngày một lớn, vì vậy bây giờ là lúc tôi bắt đầu để nói về mọi thứ. Jurgen Klopp đang ngóng tin về tình trạng chấn thương của Oxlade Chamberlain sau chiến thắng trước Brentford. Thật không may, Chamberlain bị lật mắt cá. Tôi hy vọng tình trạng của cậu ấy không quá nghiêm trọng. Đây là một vết đen ở trận đấu này. Cậu ấy thi đấu thực sự tốt. Tôi vẫn chưa biết chính xác mức độ chấn thương nên không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin gì. Chúng ta sẽ biết thêm thông tin vào ngày mai từ đội ngũ y tế. Nếu như Alex Oxlade-Chamberlain gặp chấn thương nặng, thế này là tổn thất rất lớn với Liverpool. Bởi lẽ, đội hình của họ đang không có được lực lượng tốt nhất, đặc biệt là hàng công, khi thiếu vắng Mane và Salah trở về tham dự CAM. Sau khi bị câu lạc bộ Everton sa thải, Rafael Benitez cho rằng các nguyên nhân khách quan đã khiến ông không thể thành công ở Goodison Park. Chúng tôi biết công việc ở Everton là thử thách lớn. Tôi chấp nhận thử thách này vì tình yêu dành cho thành phố và con người tại Merseyside. Ngoài kết quả tốt, chúng tôi còn muốn chinh phục trái tim của những cổ động viên. Tuy nhiên, sự khó khăn về tài chính và tình trạng chấn thương đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Quyết định bổ nhiệm Rafael Benitez của Everton đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Trong quá khứ, ông đã từng dẫn dắt đội bóng cùng thành phố là Liverpool. Sau quyết định sa thải Rafael Benitez, Roberto Martinez nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Goodison Park. Ở cuộc tiếp đón Empoli ở vòng 22 Serie A đêm qua, Luis Nani được tung vào sân thay người ở phút 72. Đúng một phút sau khi vào sân, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn. Sau một pha đập nhã tuyệt vời với đồng đội, Luis Nani đã có đường chuyền thuận lợi cho Okereke. Nhờ đó, tiền đạo người Nigeria đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Venezia. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Như vậy, Luis Nani đã tỏa sáng ngay trận ra mắt châu Âu sau gần 3 năm chơi tại Mỹ. Sau trận đấu, trên Instagram, cựu tiền vệ của Manchester United hầu hỡi đăng tải thông điệp: cảm ơn những người hâm mộ vì sự chào đón hôm nay dành cho tôi. Chủ tịch Florentino Perez ca ngợi Luka Modric khi chứng kiến tiền vệ này chơi ấn tượng trước Athletic Bilbao. Tôi không muốn khoe khoang, nhưng Modric và Courtois thực sự là những người hay nhất thế giới ở vị trí của họ. Modric có phong độ thật đáng ghen tị, cậu ấy xứng đáng giành quả bóng vàng một lần nữa. Modric và Courtois đều để lại dấu ấn trong chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao, qua đó giúp Real Madrid chinh phục siêu cúp Tây Ban Nha. Trong khi Thibaut Courtois cản phá được một quả phạt đền, thì Modric là người khai thông bế tắc ở phút 38. Marcelo đã đi vào lịch sử Real Madrid trong ngày mà câu lạc bộ giành siêu cúp Tây Ban Nha. Hậu vệ 33 tuổi đã cân bằng thành tích nhiều danh hiệu nhất ở Real Madrid với 32 danh hiệu của Paco Gento. Trước đó, kỷ lục này do huyền thoại của Real Madrid độc chiếm trong nhiều thập kỷ. Sau danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid có thể sẽ giành thêm chức vô địch La Liga. Bởi lẽ, họ đang chiếm lợi thế cực kỳ lớn trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, nhiều khả năng Marcelo sẽ chính thức vượt qua Paco Gento, trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha. Bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Tiến Linh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham gia trận đấu gặp Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vì Covid-19, do họ cần thêm thời gian hoàn thành những thủ tục. Huấn luyện viên Paul Hanser cũng sẽ không mạo hiểm dùng Văn Toàn và Tiến Linh. Thay vào đó, huấn luyện viên người Hàn sẽ để hai cậu học trò ở lại tập luyện, hồi phục sức khỏe nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2. Ngày 21 tháng 2, Việt Nam sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Toàn đội sẽ có chuyến bay sang Úc từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 21 giờ cùng ngày. Dự kiến, thầy trò Paul Hanser sẽ đặt chân tới Melbourne vào lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 1.